Nhà đất Anh Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến tham quan một căn nhà phố góc hai mặt tiền với diện tích ngang 4, độ dài 14m, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn góc hai mặt tiền đường rất là rộng nha mọi người. Chúng ta để ý mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn này thì được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lửng, ba lầu và sân thượng trước sau. Hướng nhà mình là hướng nam và hướng cửa hậu là hướng tây. Phù hợp với quý anh chị chúng ta phong thủy là tây tứ trạch, à đông tứ trạch nha mọi người. Và chúng ta cùng để ý mặt tiền mặt chính căn nhà. Thì đây là một căn nhà hai mặt tiền hẻm, tặng kèm nội thất bên trong. Và chúng ta cùng tham quan con đường trước nhà này. Con đường trước nhà mình nó nằm khoảng chừng 10m nha mọi người. Ngay kế bên công viên mini. Đường này thì xe hơi xe tải ra vào quay đầu và chính nhau thoải mái luôn. Hẻm bên hông là 6m. Đây hẻm bên hông là 6m nha quý vị. Đây. Căn nhà này hướng nam. Hướng nam nha mọi người, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và nhà này thì cách mặt tiền đường chính đường Lê Đức Thọ khoảng chừng 100m thôi, rất là gần với đường chính. Và khu này khá là đẹp, đường rộng này. Đường này thì hai ba xe hơi tránh nhau thoải mái nha quý vị. Căn nhà này thì cũng hẻm một xẹt thôi. Đây là chúng ta để ý mặt tiền chính này. Mặt tiền chính thì một trệt, một lửng và ba lầu. Nhà thì sẽ có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 6 phòng ngủ, phòng giọng thờ và sân thượng trước sau. Bên ngoài chúng ta có vỉa hè 3m này mọi người, có vỉa hè 3m bên ngoài. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà này nhá. Bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có lớp cửa cuốn bên ngoài, lớp cửa nhôm bên trong. Di chuyển vào trong chúng ta tới với khu vực gara xe hơi. Gara xe hơi ở đây thì khoảng chừng 6m, chúng ta độ vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Phía dưới thì ốp gạch 60m2. Ốp gạch tường lên cao 2m4, 1m4 nữa nha mọi người. Bên hông với rất là nhiều cửa sổ và phía trên là trần thạch cao đèn bông tuyết này. Có hai bên tường thì chúng ta dán giấy ăn tường. Và có sơn nữa, rất là tuyệt vời, đẹp thoáng. Quý anh chị thích những căn nhà góc hai mặt tiền nên đi xem căn nhà này, một căn nhà hướng nam. Ngang 4, độ dài 14m, xây phun đất. Được gia chủ xây dựng là một trệt, một lửng và ba lầu. Nhà có tới 6 phòng nha quý vị. Tha hồ chúng ta ở. Quý anh chị nào thích nhiều phòng thì chúng ta sẽ mua căn nhà này, đến xem mà mua. Thì cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen và có tay vịn gỗ đỏ, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Cầu thang thì đi ở trong ra nha mọi người. Bên trong sẽ là không gian bếp thì có tủ bếp trên dưới được làm chất liệu là gỗ sồi. Bên đây khu vực không gian bếp thì chúng ta có cửa sổ nữa. Chỗ này thì chúng ta có thể chỗ cửa luôn nha mọi người. Nhưng mà ở đây thì gia chủ không chỗ cửa. Đây là khu vực để tủ lạnh này. Bếp thì chúng ta có máy hút mùi. Khu vực đặt bếp, bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát. Phía sau này chúng ta để máy giặt này hoặc là máy lọc nước này. Chỗ này để máy lọc nước nha quý vị. Và đây là khu vực vệ sinh ở cuối nhà. Nhà thì có tới 7 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này. Ngang 4, độ dài 14m, xây phun đất. Được gia chủ thiết kế một trệt, một lửng, ba lầu và sân thượng trước sau. 6 phòng ngủ nhưng mà không có thang máy nha quý vị. Rất tiếc là căn nhà này gia chủ không làm thang máy. Thì gia chủ đã gắn hệ thống camera quan sát rồi nội thất bên trong tặng kèm cho quý anh chị. Và vị trí căn nhà thì nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, sát với chợ Thạch Đà cũng như là nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Sát bên kề bên là chung cư và trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 trong vòng bán kính 500m thôi. Chúng ta đang di chuyển lên không gian tầng lửng. Tầng lửng thì chúng ta có phòng khách trên này. Thì chúng ta sẽ có bộ sofa tặng kèm nha quý vị. Đây là bộ sofa này. Bộ sofa này rất là đẹp, có tủ kệ tivi, rồi tủ để đồ. Và phòng khách thì chúng ta có hai cửa sổ ra khu vực mặt tiền hẻm hông, rất là thoáng mát. Ở đây thì gia chủ đang gắn màn rèm nữa cho chúng ta, nhưng mà đang đặt chưa mang tới nha mọi người. Thì Hùng sẽ quay trước một cái video này cho mọi người xem, vì căn nhà này vừa mới xong vào hôm nay thôi. Nhà mới sổ hồng hoàn công đầy đủ và giá bán gia chủ đang chào bán cho căn nhà này là 8 tỷ 900 triệu đồng nha mọi người, còn bớt. Quý anh chị quan tâm có thể gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay siêu phẩm nhà đẹp góc hai mặt tiền, có tới 6 phòng ngủ cho quý anh chị chúng ta ở và làm văn phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa. Vị trí hẻm cách mặt tiền đường chính khoảng chừng 200m, cách mặt tiền Lê Đức Thọ 200m thôi.
gần với chợ Thạch Đà, không gian phòng khách rất là rộng trên này. Nhà vuông vức nha mọi người, rất nhiều cửa sổ bên hông chúng ta đang thấy đây. Và theo chân Hùng, chúng ta cùng nhau lên tham quan phòng ngủ nha. Nhà có tới 6 phòng. Cầu thang thì có những ánh đèn LED lung linh nha. Chúng ta sẽ vào thăm không gian từng phòng ngủ nha mọi người. Phòng ngủ thì chúng ta tặng kèm full nội thất như Hùng đã giới thiệu từ trước rồi. Nhà này chỉ thiếu mỗi bộ bàn ăn thôi, chứ không thiếu thứ gì. Phòng ngủ thì chúng ta có giường ngủ, giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ đầu giường, tủ áo và ống máy lạnh được trang bị sẵn. Ở phòng ngủ phía sau thì chúng ta có cửa sổ và cửa ra ban công này. Ban công đây này mọi người, rất là thoáng nha. Đó, chúng ta có ban công này. Ban công từng hành lang một như thế này, chúng ta trồng cây rất là tuyệt vời. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Những phòng ngủ, những căn nhà mới của năm 2021 thì không thể thiếu được phòng vệ sinh trong, nên là chúng ta sẽ có ở đây. Với bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi bên ngoài. Bên trong sẽ là bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen. Và chúng ta sẽ qua phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của căn nhà thì chúng ta cũng có tủ áo này, tủ kệ tivi, giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ đầu giường và ống máy lạnh. Thì bên này thì gia chủ đặt tủ áo ở góc này thì chúng ta tránh được cái chỗ để máy lạnh nha. Hoặc là máy lạnh chúng ta có rỉ nước thì nó không bị vô cái tủ áo. Ngoài thì chúng ta có ban công này. Ban công thì chúng ta làm lan can bằng kính và tay vịn thì là bằng inox nha mọi người. Đó, ngoài thì có rất là nhiều cây xanh. Quý anh chị đang xem phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước, thì tất nhiên rồi, nó sẽ không thể thiếu cái phòng vệ sinh trong đâu. Chúng ta sẽ vào thăm nhé. Đây là phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh nhà tương đối rộng, đều có bồn cầu, lavabo rửa mặt đặt bên ngoài và bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen bên trong. Tiếp tục lên tham quan phòng ngủ bên trên. Quý anh chị theo chân Hùng nhé. Đây là một căn nhà phố theo xây theo mẫu hiện đại nha quý vị. Mẫu nhà phố hiện đại năm 2021, góc hai mặt tiền. Quý anh chị nào thích những căn góc hai mặt tiền thì hãy ghé xem. Căn góc này hướng nam rất là mát mẻ, hướng bên hông là hướng tây. Đây là phòng ngủ số 2, thì nó giống phía dưới. Hùng sẽ quay nhanh phòng ngủ số 2 đây mọi người nhé. Phòng ngủ số 3 đây nhé. Quý anh chị liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, chúng ta đã được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được xem sổ hồng và những giấy tờ liên quan đến căn nhà và được hỗ trợ mua nhà với giá tốt, cũng như là hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 80% giá trị căn nhà khi mua. Chúng ta có 6 phòng nha. Đây là phòng vệ sinh. Tiếp tục chúng ta qua không gian phòng ngủ số 4. Rất là nhiều cửa sổ bên hông, vào căn nhà cực kỳ thoáng đấy mọi người. Ban công phía trước cũng tương đối rộng, chạy suốt luôn. Đây là phòng ngủ số 4 rồi. Phòng nào cũng có cửa sổ, hành lang có cửa sổ hết luôn, vệ sinh trong đẹp, mới, thoáng. Sổ hồng green, pháp lý tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày luôn. Quý anh chị chúng ta quan tâm thì hãy gọi cho Hùng nhé, để đi xem và sở hữu ngay sản phẩm nhà bán mới nhất năm 2021, căn góc hai mặt tiền, 6 phòng ngủ. Trên đây thì chúng ta có phòng ngủ số 5 và số 6 thì gia chủ chưa gắn nội thất nha quý vị. Hùng sẽ quay nhanh thôi. Chưa gắn nội thất này, phòng ngủ số 5 này, phòng ngủ số 6 cũng vậy nha. Chúng ta chỉ có 4 phòng nội thất thôi, còn 2 phòng trên đây để trống. Đó, chúng ta thấy 2 phòng trên đây chưa có nội thất này. Đây là phòng số 5 và số 6. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha. Quý anh chị đang xem video trực tiếp căn nhà bán với diện tích ngang 4m, độ dài 14, vỉa hè trước nhà 3m, đường trước nhà 10m và hướng nam nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, gần bên chợ Thạch Đà, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích xây dựng cả ban công của căn nhà này thì nó nằm khoảng 4m rưỡi nha mọi người. Đây là khu vực không gian giặt và phơi đồ. Và chúng ta ra khu vực không gian phòng thờ và sân thượng phía trước nhé.
Chỗ này chúng ta có thể làm phòng thờ, nhưng mà gia chủ thiết kế kiểu này thì chúng ta có thể để phòng thờ ở dưới nhá. Để sân thượng như này nó rộng rãi hơn. Đây là sân thượng này. Kế bên chung cư Đài Liên Hôn mới này mọi người. Có vị trí rất là đắc địa luôn. Mát mẻ khu này, mát mẻ đường, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Mua ở mua làm văn phòng công ty đều tuyệt vời. Hãy liên hệ Huy Hùng để được giá tốt và mua nhà chính chủ sổ hồng riêng. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.